đơn vị khai thác cát tại các mỏ đã được cấp phép cần tăng cường các phương tiện khai thác và tàu vận chuyển cát đến dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng trong chuyến đi kiểm tra tình hình khai thác cát tại các mỏ cát trên địa bàn tỉnh và kiểm tra việc bơm cát tại các điểm của cao tốc tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn cùng đoàn đã đến kiểm tra thực tế việc khai thác cát tại mỏ cát MS03 thuộc huyện Kế Sách. Theo báo cáo, mỏ cát này có diện tích gần 53 ha, trữ lượng được phép khai thác là 2.695 m3 một ngày. Qua kiểm tra thực tế, hiện nay sản lượng khai thác của đơn vị khai thác chỉ đạt khoảng 20% công suất được cấp phép trong ngày. Qua chuyến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đơn vị nhà thầu còn thiếu thiết bị khai thác, thiếu phương tiện vận chuyển cát, dẫn đến kết quả là sản lượng cát khai thác phục vụ cao tốc tại tỉnh Sóc Trăng đạt rất thấp so với kế hoạch. Tới thời điểm này, cát là có đủ, nhưng mà nhà thầu là chậm, là phương tiện hút không đầy đủ, phương tiện vận chuyển chưa đầy đủ, cho nên là kết quả là mỗi ngày sản lượng khai thác để đưa vào công trình là rất thấp. Ngày mai thêm được một tàu hút nữa thì tăng thêm được mỗi ngày là hút 600 nữa là được 1.200. Như vậy thì được khoảng mới có 40% công sức mà được phép khai thác. Cho nên là đề nghị là nhà đầu nè, CC1 nè, phải rất là khẩn trương ha, phối hợp với các cơ quan liên quan ha, tăng cường tàu hút, rồi tăng cường cái phương tiện vận chuyển, đảm bảo phương án là an toàn nè, rồi đăng kiểm nè, rồi thiết bị giám sát hành trình nè, định vị nè, rồi các thủ tục khác theo quy định để nhanh chóng là nâng công suất khai thác cát tại mỏ MS03 này theo đúng cái giấy phép cho phép để nhanh chóng đưa cái cát vào công trình để mà đẩy nhanh cái khối lượng công trình hiện nay đang bị trễ. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn cùng đoàn đã đến kiểm tra thực tế việc khai thác cát tại mỏ cát MS01 thuộc huyện Kế Sách. Theo báo cáo, mỏ cát này có diện tích khoảng 34 ha, trữ lượng cát được phép khai thác khoảng 1,1 triệu m3. Đây là một trong 5 mỏ cát được Ủy ban nhân dân tỉnh giao khai thác theo cơ chế đặc thù để thi công dự án cao tốc của tỉnh Sóc Trăng. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn đánh giá cao đơn vị khai thác đã trang bị đầy đủ các phương tiện khai thác và vận chuyển nên sản lượng cát khai thác đảm bảo đúng trữ lượng được cấp phép. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị khai thác tiếp tục duy trì việc khai thác để cung cấp cát cho cao tốc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thì chúng tôi đề nghị thêm là đổ bê tông Cửu Long đó thì các anh cố gắng là duy trì tiến độ khai thác mỏ theo quy định. Rồi Tổng ty Trường Sơn đó đảm bảo cái xà lan vận chuyển, có gắn đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, định vị rồi các quy định về an toàn và liên tục vận chuyển cát đến công trình đảm bảo theo cái yêu cầu. Và khi đến công trình nó là phải đảm bảo cái thiết bị bơm cát lên tới công trình cho nó kịp thời để kịp thời vận chuyển cát đến công trình để lấy lại cái thời gian mà mình đã bị trễ. Sau chuyến kiểm tra tại các mỏ cát, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn cùng đoàn đã đến kiểm tra thực tế các điểm cao tốc thuộc gói thầu số 11, số 12 trên địa bàn huyện Trần Đề và Mỹ Xuyên để xem thực tế sản lượng cát do các đơn vị khai thác đã được vận chuyển đến điểm thực hiện công trình. Phát biểu chỉ đạo tại mỗi nơi đến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn đề nghị đơn vị chủ đầu tư dự án cao tốc là Ban quản lý dự án 2 tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn, giám sát của từng gói thầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị tập trung thi công, hoàn thành đường công vụ. Đồng thời phải đồng loạt thi công các cầu còn lại trên tuyến trong tháng 9 năm 2024. Các gói thầu phải bổ sung máy móc thiết bị, mũi thi công, vật liệu, tài chính, thực hiện thi công 3K4 kíp, kể cả thi công vào ban đêm, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công bù lại khối lượng mà các gói thầu thi công bị chậm trong thời gian qua.